Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2020. Hôm qua ngày 24 tháng 7, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quảng cáo thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Dự khai mạc có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức trưng bày chuyên đề, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc trưng bày chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức trưng bày chuyên đề khẳng định: trưng bày chuyên đề có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa qua 90 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng, làm nổi bật những thành tựu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào, tri ân công lao to lớn với Đảng, Bác Hồ, các chiến sĩ trung kiên, các thế hệ cán bộ đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và nhân dân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, cụ thể hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở nên tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong muốn. Tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày chuyên đề với trên 2.400 ảnh tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách báo, phim tư liệu và ảnh nghệ thuật về thành tựu 90 năm qua của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, những thành tựu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại. Trưng bày chuyên đề 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được tổ chức trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2020, chiều qua ngày 24 tháng 7, tại huyện Thiệu Hóa, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa dẫn đầu đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương, nơi thành lập một trong ba chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Phạm Báo Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, các sở ngành đoàn thể cấp tỉnh và huyện Thiệu Hóa. Khu di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Thiệu Hóa vào ngày 10 tháng 7 năm 1930. Đây cũng là một trong ba chi bộ đảng tiền thân thành lập nên Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29 tháng 7 năm 1930. Trong không khí thiêng liêng thành kính, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dâng hương, mặc niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ cách mạng tiền bối, các đồng chí đảng viên thế hệ đầu của Đảng bộ huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến của các đảng viên tiền bối, các bậc lão thành cách mạng cho phong trào cách mạng của tỉnh Thanh Hóa và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Thiệu Hóa tiếp tục chăm lo bảo vệ khu di tích lịch sử nhà thờ họ Vương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian này, cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Thiệu Hóa cần phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong chiều qua 24 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Đông Sơn.
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích cấp quốc gia, địa điểm lịch sử và thắng cảnh rừng thông, nơi Bác Hồ đến thăm, nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa vào ngày 20 tháng 2 năm 1947. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại cụm di tích lịch sử cách mạng Đền Hàm Hạ, tại khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Dâng hoa dâng hương tưởng niệm, tri ân Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền bối, các chiến sĩ cộng sản, những đảng viên đầu tiên của Đảng bộ huyện Đông Sơn, của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc trước ý chí cách mạng kiên cường, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối để gây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh, tạo những bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng Thanh Hóa. Tiếp bước truyền thống và tấm gương của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tranh thủ mọi thời cơ, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn. Tại các điểm di tích lịch sử cách mạng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn cần quan tâm chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ các khu di tích để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Với phương châm chủ động, nêu gương kỷ cương trách nhiệm, tham mưu toàn diện, sáng tạo kịp thời và hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, từ đó tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương, biện pháp, đề án, phương án, kế hoạch nghiệp vụ, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, tạo tiền đề để tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển đột phá đáng ghi nhận. Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh, Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa xác định công tác tham mưu phải đi trước một bước, vừa phải sát đúng với tình hình thực tế từng giai đoạn, từng thời kỳ, vừa bảo đảm tính chiến lược lâu dài. Do vậy, căn cứ mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, Đảng bộ Phòng Tham mưu chủ động ban hành nghị quyết, chương trình hành động theo từng năm. Trong đó, trọng tâm là tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. Với vai trò là cơ quan đầu não, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát cơ sở, khảo sát kỹ lưỡng địa điểm, tình hình an ninh nơi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của tỉnh. Từ đó, chủ động xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 250 đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, lễ vận hành thương mại dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Xác định công tác phòng chống tội phạm là yếu tố then chốt trong việc ổn định an ninh trật tự, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, đề xuất mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy và tham nhũng. Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội hàng năm đều giảm từ 3 đến 5%, tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình hàng năm đạt trên 80%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98% trở lên. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh thành công, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa tội phạm và được các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng. Trong suốt những năm qua, đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ vừa qua, thì Phòng Tham mưu Quân tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã chủ động nắm chắc cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời đề xuất với Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ngành đoàn thể và huy động nhân dân trên địa bàn tỉnh để tham gia tích cực vào cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và trên cơ sở đó để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội. Đáng chú ý, trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, biến đổi khó lường của tội phạm trên không gian mạng,
Năm 2019, Đảng bộ Phòng Tham mưu đã chủ động đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh ban hành đề án ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2030. Vì vậy, đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, quản lý sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, các mạng máy tính và phần mềm, thiết bị nghiệp vụ, đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ, chiến sĩ công nghệ thông tin, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra phá án. Trong nhiệm kỳ tới 2020-2025 này thì chúng tôi tiếp tục sẽ phải tập trung để chỉ đạo xây dựng các cái lộ trình trong quá trình thực hiện các bước của giai đoạn đề án. Thì trước mắt là phải nâng cao cái trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa công nghệ ở trong Công an Thanh Hóa, đặc biệt ở phòng tham mưu này, rồi các cái bộ phận nghiệp vụ trực tiếp và trực diện đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến cái tội phạm mà có cái lợi dụng cái thành tựu khoa công nghệ, như là cái đội công nghệ cao của phòng cảnh sát hình sự, rồi như phòng kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng an ninh. Cá nhân tôi là đảng viên trẻ cũng như các đồng chí đảng viên trẻ khác trong đảng bộ thì luôn tìm tòi ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, luôn phát huy tính xung kích tiền phong, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, các đợt thi đua lập thành tích để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Với những kết quả nổi bật đã đạt được, Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh vinh dự là một trong 45 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ Phòng Tham mưu tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, nêu gương của lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Đông Tây đoạn từ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn đến quốc lộ 1A là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông và phát triển kinh tế xã hội thành phố Thanh Hóa và một số huyện phụ cận phía Tây. Đây là công trình được tỉnh Thanh Hóa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thời gian để hoàn thành công trình theo kế hoạch không còn nhiều, nhưng nhiều đoạn của dự án vẫn chưa thể thi công do không có mặt bằng. Dự án đường vành đai Đông Tây đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến quốc lộ 1A có chiều dài tuyến 5,3 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 797 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Trung đảm nhiệm thi công, thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng. Công trình này phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Đến thời điểm này, huyện Đông Sơn đã bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu. Đoạn qua thành phố Thanh Hóa còn nhiều đoạn vướng mắc nên nhà thầu mới chỉ được bàn giao 3 km trong tổng số 5,3 km chiều dài mặt bằng. Trong đó có đoạn dài 300 m, mặc dù thành phố Thanh Hóa đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu nhưng do đầu tuyến còn vướng một số hộ chưa di rời nên không có đường thi công. Tại những đoạn được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã thi công cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu thành phố Thanh Hóa không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhà thầu sẽ không thể triển khai thi công hoàn thành dự án đường Đông Tây theo đúng kế hoạch. Được biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai Đông Tây đoạn đi qua thành phố Thanh Hóa vẫn còn khá nhiều vướng mắc do một số hộ dân chưa thống nhất với giá đền bù. Đến thời điểm này, khu tái định cư Núi Long, nơi sẽ đón các hộ thuộc diện tái định cư từ dự án đường Đông Tây đến, hạ tầng vẫn chưa được hoàn thiện nên nhiều hộ chưa bàn giao đất để đến nơi ở mới. Nếu công tác giải phóng mặt bằng không sớm hoàn thành, dự án đường vành đai Đông Tây, một công trình quan trọng được chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, sẽ có thể không kịp hoàn thành theo kế hoạch. Thực hiện việc kiểm soát tải trọng phương tiện, công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm tải trọng. Lực lượng công an còn tăng cường các giải pháp gắn trách nhiệm của các chủ mô, chủ bài trong việc thực hiện quy định về tải trọng nhằm kiểm soát vi phạm ngay từ đầu nguồn hàng. Thọ Xuân là địa bàn được xác định có nhiều xe quá tải hoạt động. Vì vậy, công an huyện đã bố trí hai tổ công tác tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải tại tuyến đường dẫn vào điểm mỏ và bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ngoài ra, công an huyện đã yêu cầu các chủ mỏ, chủ bãi cam kết chở đúng tải trọng kích thước thành thùng như trong quy định đăng ký phương tiện. Trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đi từ khu vực mỏ, bãi tập kết vi phạm nhiều lần, sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị rút giấy phép kinh doanh vật liệu xây dựng. Trước đây thì hắn cũng có cơi lưới nhưng mà bây giờ người ta cắt hết vì phạt nhiều quá, đến bây giờ người ta không dám múc thêm một tí nào nữa. Đấy, mà công ty cũng kết hợp với bên công an là không được múc cao. Đấy, thì chúng tôi cũng đều chấp hành cả. Khu vực xã Hà Tân, huyện Hà Trung có các mỏ sản xuất chế biến đá. Do vậy, hàng ngày, lưu lượng phương tiện xe quá tải lưu thông ở khu vực này khá đông.
thực hiện công văn của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh về kiểm soát tải trọng ngay từ chân hàng, bến bãi, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các chủ mỏ, chủ bãi yêu cầu ký cam kết các phương tiện vận tải không vi phạm về tải trọng, chở đúng kích thước thành thùng. Sau khi ký cam kết, nếu lực lượng chức năng phát hiện xe vi phạm, ngoài lái xe bị xử phạt, chính bản thân doanh nghiệp có phương tiện cũng sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định. Nếu mà xe chở quá kích thước thì bị lực lượng chức năng mà giám sát mà bắt phạt hoặc là ấy này khác là giá xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, là vì ở đây công ty đã giao rồi là chở bằng thành bằng thùng đấy, không chở quá khổ quá tải. Mà chở quá khổ quá tải thì đối với doanh nghiệp là phạt rất nặng đấy, cả về lái xe và cả về công ty. Thực tế cho thấy, xe chở quá tải trọng không chỉ khiến nhiều người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều tuyến đường, công trình đường bộ vừa thi công đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuống cấp. Vì vậy, bên cạnh lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, thì chính các chủ mỏ, chủ bãi cần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về tải trọng. Cây xanh đô thị có vai trò hết sức quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường và giải quyết các vấn đề môi sinh. Xác định vai trò quan trọng của cây xanh đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đang triển khai các giải pháp tăng cường quản lý, thúc đẩy phát triển mạng lưới cây xanh trên địa bàn. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa đang chặt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Công ty đã chủ động phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, Ủy ban Nhân dân các xã, phường của thành phố Thanh Hóa rà soát thống kê các cây có nguy cơ mất an toàn để xử lý phù hợp, tránh tình trạng đốn hạ cây xanh tùy tiện. Những hàng cây ở đây nói chung là rất thuận tiện cho người dân, các cháu đi chơi thì mát, mà người dân đi lại thì mát mẻ, mà sống không khí trong lành hơn. Đến mùa mưa bão thì có lực lượng chức năng nên họ cắt tỉa cây cối để cho nó không bị gãy đổ. Hiện nay thì công ty đang tập trung quản lý gần 100 cái hecta công viên, khuôn viên giải phân cách. Cái khối lượng cắt tỉa cây thì hiện nay đã chặt hạ được 68 cây có nguy cơ sâu mục gãy đổ và cắt được 750 cây thấp tán khống chế chiều cao phục vụ trong cái mùa mưa bão sắp tới. Thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp phát triển bảo vệ cây xanh đô thị. Điển hình như đề án phát triển quản lý cây xanh trên địa bàn thành phố gồm Lê Hoàn, Lê Quý Đôn và Hà Văn Mao. Trên cơ sở đánh giá các loại cây đã trồng, lực lượng chức năng thành phố xác định có hai dạng cây xanh cần phải quản lý, chăm sóc và phát triển. Thứ nhất, tại các tuyến phố mới đầu tư xây dựng, loại bỏ các loại cây tạp, cây không phù hợp với quy hoạch để trồng thay thế mới. Thứ hai, tại các tuyến phố cũ, rà soát và chỉnh trang lại cây xanh, lựa chọn loại cây chủ lực của từng tuyến phố để có kế hoạch trồng thay thế các cây đảm bảo đồng nhất. Về quản lý cây xanh thì nằm trong cái phát triển chung của thành phố, thì nó một trong tiêu chí của đô thị loại 1. Thì đối với thành phố Thanh Hóa thì đã xây dựng phát triển là định hướng là đô thị xanh thông minh. Chính vì cái điều đấy thì thành phố Thanh Hóa đã giao cho ban quản lý dự án số 2 thành phố để lập một cái đề án là quản lý, trước hết là quản lý, thứ hai nữa là duy trì bảo quản và duy trì và chăm sóc của cây xanh trên địa bàn thành phố. Thế thì hiện nay về cái đề án thì hiện nay là đang được lập, là sắp tới sẽ được là thông qua để đưa vào là tổ chức triển khai thực hiện. Để có một môi trường đô thị xanh sạch đẹp, việc trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh phải luôn được quan tâm và coi đây là một thành phần không thể thiếu. Do vậy, ngoài nỗ lực của chính quyền về quản lý phát triển cây xanh đô thị, thì các tổ chức, cá nhân, gia đình cũng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc cây xanh, góp phần phát triển hệ thống cây xanh và ngăn chặn kịp thời những vụ việc đáng tiếc do cây xanh gãy đổ gây ra. Xin được tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin khác. Sáng ngày 24 tháng 7, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã đến khảo sát đánh giá các sản phẩm đang được tỉnh Thanh Hóa đề xuất thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa. Đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra quy trình sản xuất, chất lượng và các vấn đề liên quan tại cơ sở sản xuất mắm tôm và nước mắm cốt truyền thống Lê Gia, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa.
Đây là hai sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP Thanh Hóa vào năm 2019 và vừa được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đề xuất Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Qua tìm hiểu đánh giá, các thành viên đoàn công tác trung ương đều cho rằng đây là hai sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có cách phát triển nhãn hiệu tốt, đã mở rộng được thị trường nhiều tỉnh và xuất khẩu đi một số nước châu Á và Nam Phi. Quy trình sản xuất bài bản, riêng sản phẩm mắm tôm Lê Gia, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa hoàn toàn được sản xuất theo công nghệ truyền thống của Việt Nam, có màu sắc đẹp, mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, các thành viên đoàn công tác cũng lưu ý chính quyền địa phương và cơ sở sản xuất mắm tôm và nước mắm cốt truyền thống Lê Gia cần cải thiện thêm về tính lợi thế, chỉnh sửa lại các tiêu chí liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trên nhãn hiệu nên bổ sung thêm từ khúc phụ, sản phẩm của làng nghề làm mắm địa phương để chứng minh tính truyền thống, tính cộng đồng của sản phẩm. Trong nhãn sản phẩm nên có hình ảnh đặc trưng của Thanh Hóa, của vùng biển Hoàng Hóa hoặc xã Hoàng Phụ. Quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm cần thúc đẩy phát triển cộng đồng bằng cách tăng cường liên kết sản xuất với những hộ dân xung quanh, đồng thời cũng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết để làm cơ sở cho Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP quốc gia xem xét công nhận hai sản phẩm nói trên trở thành sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Như Xuân. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả mà huyện Như Xuân đã đạt được trong việc thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại địa phương như vẫn còn một số ít cấp ủy chính quyền cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chương trình phối hợp, còn phó mặc cho Mặt trận Tổ quốc và kiểm lâm địa bàn. Công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện các mô hình điển hình tốt để nhân ra diện rộng. Kinh phí hỗ trợ cho tổ chức tuyên truyền còn hạn hẹp. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc huyện Như Xuân cần phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chương trình phối hợp, hàng năm có tổng kết biểu dương những mô hình khu dân cư 3.0 hoạt động hiệu quả, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, không để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép và cháy rừng. Ngày 24 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2020 tại xã Yên Trường, huyện Yên Định. Tại khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng hơn 500 đoàn viên thanh niên tham dự hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với chủ đề tháng 7 tri ân và hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 19 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2020, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tặng quà cho 20 gia đình chính sách, tặng quà cho 10 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập của xã Yên Trường. Trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với các y bác sĩ của Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định và Công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Thanh Hóa tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc, kiểm tra sàng lọc tiểu đường miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, trao hỗ trợ trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông cho 8 câu lạc bộ thanh niên. Tổng giá trị của chương trình gần 100 triệu đồng. Sau 6 năm triển khai, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Thanh Hóa đã được đông đảo hội viên thanh niên đón nhận, tham gia nhiệt tình. Chiều 24 tháng 7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xác định những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2020, đó là các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh, của tổ chức công đoàn, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận cờ thi đua và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Tại lớp tập huấn, các học viên đến từ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp tiềm năng khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan đã được các chuyên gia đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa truyền đạt các chuyên đề về cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13 của Chính phủ, các biện pháp thúc đẩy thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Thanh Hóa. Đây là những nội dung quan trọng nhằm tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức doanh nghiệp về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Trung ương và của tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thanh Hóa. Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.